chưa tới Tết, nhưng mà không khí lại đây rất nhộn nhịp, vui tươi, trang trí rất là hoành tráng. Tụi em hôm nay là mỗi bạn là chuẩn bị cho mình một bộ dài rất là xinh, đặc biệt là đi tới nơi đây được rất nhiều là ảnh đẹp. Năm nay thì em cũng thấy là thủ đô Đà Nẵng của chúng ta cũng có nhiều điểm check-in mới. Những cái không gian Tết xưa như thế này thì cũng tái hiện lại cái nét đẹp của văn hóa Việt Nam mình.